Xin chào tất cả các bạn, rất là vui mừng khi các bạn quay lại với chương trình học online của Minh Long An tổ chức cho các bạn hàng ngày. Về những bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã được học về cách phân chia nhịp, rồi phân tích nhạc cụ, phân tích track. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi thẳng vào trong cái phần tác làm điệu. Rồi thì vào phần làm điệu. Để mình nói là cái phần đi vào cái phần làm điệu cho các bạn dễ thấy hoặc là chưa coi những cái clip đầu tiên của mình. Chúng ta vào phần function. Và tiếp theo là chọn qua menu 2 và chọn vào slide creator. Đây, tại đây chúng ta sẽ thấy được 6 cái tab: basic, example, groove, channel, parameter và edit. Thì chúng ta sẽ lần lượt học hết tất cả tính năng của những cái chắc này. Đầu tiên là cái tab basic. Hôm nay thì bài học của chúng ta sẽ quay về nói chính về cái phần tab basic này. Như các bạn cũng đã thấy, ở đây chúng ta có những cái lệnh chức năng ở đây. Mình xin giới thiệu sơ qua về cái này. Đây, new style. New style có nghĩa là chúng ta tạo một cái style mới, một cái style trắng không, chưa có thu cái gì cả. Nếu mà các bạn không nhấn vào new style này á, để mình làm một cái ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ chúng ta muốn thu từ một cái style có sẵn. Ví dụ mình lấy một cái style trong đàn đi, Soul Brother này, thì chúng ta muốn thu chồng lên cái style này tiếp á, thì chúng ta vào phần style creator này, chúng ta không nhấn cái new style. Thì bây giờ cái style nó đang có cái tên là Sound Brother. Thì các bạn thấy là nó đang có dữ liệu đầy sẵn. Tất cả các main, tất cả các intro và ending nó đều có. Thì chúng ta muốn tạo một style mới để xóa hết tất cả cái này, để làm một style mới bắt đầu. Thì chúng ta nhấn vào new slide. Thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo là complete. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây bốn cái main, ba intro, tất cả đều trắng hết, chưa có cái gì thu hết. Đây là cái tính năng new style. Rồi tiếp theo là phần record channel. Chúng ta nhấn vào nút record channel này thì nó sẽ hiện lên 8 track cho các bạn. Với là cái bài học hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn là muốn thu cái cắt nào thì chúng ta giữ nút record channel này và nhấn vào cái phần bên dưới. Đổi tiếng thì nhấn lên trên. Cái bài này các bạn có thể xem là cái video ngày hôm trước mình có hướng dẫn. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần drum setup. Đây là một cái tính năng rất là mới ở trên dòng đàn S770 và S970 mới có. Đối với cái drum setup này, khi mà các bạn đã làm xong một cái style có trống rồi á, có cái cắt trống rồi á, thì các bạn mới dùng drum setup này. Hôm nay mình sẽ nói rõ cái phần này hơn. Ví dụ đây là một cái style mới chưa có gì hết, mình sẽ thu cái cắt trống. Rồi ví dụ chúng ta thu một cái cắt trống xong. Thì khi lúc này thì chúng ta sẽ thấy là cái nút mà drum setup này nó sẽ sáng đèn lên. Lúc nãy thì nó bị mờ đi. Khi mà các bạn có thu trống rồi thì nó sẽ sáng đèn lên. Và tính năng của nó như sau nè. Chúng ta chọn vào drum setup. Đây là cái bảng giao diện của drum setup. Các bạn có thấy những cái nốt mà mình đánh nó sẽ hiện tại lên đây. Và tính năng chính của nó là gì? Chúng ta muốn đổi cái mặt trống, ví dụ cái snare này chúng ta muốn đổi thành cái tiếng khác, thì các bạn chỉ cần chọn vào đúng cái snare lúc nãy các bạn đánh
tắt tập tập tắt là cái snare này. Các bạn muốn thay đổi nút khác thành cái nốt khác thì các bạn nhấn vào nút instrument. Trước tiên là chọn vào cái snare của bạn đó nha. Chọn vào instrument thì bây giờ nó hiển thị ra ba cái dòng này. Cái dòng đầu tiên nó là kit, nó là cái bộ trống. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi qua cái bộ trống khác. Ví dụ mà chúng ta sẽ chọn cái bộ trống sampler của chúng ta làm đi, của mình làm đi. Đây nó là pop kit MLA. Cái category này là cái họ. Thì các bạn chọn ví dụ này, những cái bộ thường thì nó hiển thị là tom rồi kit snare, nó chia ra thành bộ riêng cho các bạn dễ chọn. Có nghĩa là cái snare này các bạn muốn đổi thành cái symbol hoặc là đổi thành tom thì các bạn chọn vào đây nó nhanh hơn. Rồi bây giờ tới mình chọn cái bộ pop kit của mình. Còn cái phần cuối này, cái instrument này nó là cái note. Ví dụ các bạn nó đang là E1 nè, Mi1 nè. Mình muốn đổi qua cái đó, cái note khác. Cái này là cái bộ của cái bộ sampler của mình. Lúc đầu là cái tiếng snare này là của tiếng gốc của đàn nha các bạn. Rồi xong bây giờ mình đang đổi qua cái bộ sampler mình mà qua một cái note khác. Thì giờ cái tiếng trống của chúng ta sẽ đổi qua cái tiếng này đó. Hoặc là tiếng kick. Rồi bây giờ mình đổi xong tiếng snare ha. Rồi tới tiếng kick. Các bạn để ý cái tiếng kick nó khác nha. Mình sẽ đổi qua cái tiếng kick khác. Rồi mình đổi qua cái bộ sampler của mình luôn. Và bộ pop kick luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ nghe cái kick nó khác. Đó. Đó, các bạn thấy là cái kích nó đang đổi thành cái kích khác rồi. Và cái trống mình nó sẽ thành cái kích khác luôn. Và mình cũng không cần phải đánh lại. Rồi, mình nhấn exit ra một cái. Thì lúc nãy mình nhấn instrument này để đổi cái tiếng, cái mặt trống. Và cái phần, nó còn cái phần kế bên nữa nè, ba cái phần này nữa nè. Nó cho mình điều chỉnh cái độ lớn nhỏ của cái tiếng mình đổi luôn. Rồi pan này là cái ba lăng của hai loa. Pick này là cái độ cao thấp của cái tiếng mình đổi. Ví dụ mình đang chọn là cái tiếng snare này, là mình muốn giảm nó lại. Các bạn nghe tiếng snare này. Đó, mình giảm nó lại, nó nhỏ lại. Không, lớn lên. Còn các bạn muốn nó cao lên thì chọn vào pick để cho nó cao lên. Rồi pan này thì nó sẽ chia lo ra, bạn qua trái thì nó sẽ tiếng nó qua trái, còn qua phải tiếng qua phải. Vì mình quay điện thoại thì cái phần chia lo này nghe không rõ. Các bạn có thể thực tập trên cái đàn của các bạn để thấy cái hiệu ứng này nó rõ hơn. Rồi đây là phần drum setup, có nghĩa là phần drum setup khi bạn thu một cái bộ trống xong rồi, khi bạn thu được cái giai điệu trống xong rồi thì các bạn có thể thay đổi cái nốt trống đó qua cái nốt trống khác, hoặc là thay đổi cái âm lượng, thay đổi được cái cao độ của cái tiếng trống đó. Rồi tiếp theo là cái phần sell. Sell này là để lưu lại thôi, các bạn cũng có thể biết cái phần này rồi ha. Rồi cái này là session, là main A main B, là cái mình chọn cái main mình cần thu. Các bạn thấy là main A mình chọn là nó nhảy bên đây, main B, main C, main D. Muốn chọn cái nào thì cái đó nó sáng đèn lên, mình sẽ thu ngay cái track đó. Đây là cái pattern length, bữa mình có nói này là cái độ dài rồi. Giống như là 4 ô. Thì nó sẽ, cái chu kỳ 4 ô nó sẽ lặp lại. Khi mà các bạn chọn xong cái chu kỳ này, bạn phải nhấn vào nút Escape để thực hiện cái tác vụ bạn vừa làm. Thì đó, lúc đó thì nó mới 4 ô, nó tạo ra 4 ô và chu kỳ nó sẽ lặp lại. Rồi cái phần trên đây nó còn một phần ở dưới nữa. Các bạn nhấn xuống tempo, các bạn chọn tempo cho bài nhạc mình, cái điệu mình cần làm.
Viết nó là nhịp 2 4 3 4 4 4, thì cái này các bạn chắc là cũng sẽ rành rồi. Rồi, hôm nay thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái tab về tab basic, là có những gồm những cái tính năng như vừa rồi mình giới thiệu. Thì cái trong cái phần basic này thì cái phần room setup là cái phần quan trọng nhất, nên các bạn nên tập trung vào nghiên cứu cái phần này nhiều. Mình thấy đây là một tính năng rất là hay ở trên dòng đàn S770 và 970. Mong là các bạn sẽ thành công và cái bài bài học ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.